Cháu xin được chào bác. Bác chào cháu. Bác gái, thưa quý vị và các bạn, đây là bác gái của Minh Cương. Bác gái thì cũng ở quê ở thôn Thập Vực, xã Đức Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Và cách đây được khoảng Minh Cương không nhớ chính xác lắm bởi vì thời gian nó cũng dài rồi. Cách đây khoảng mấy năm bác nhỉ? 4 đến 5 năm chứ. Vài 30 năm gì đó. Đấy, khoảng 4 năm. Tức là khoảng 4 năm thì tình trạng bị bác bị tình trạng bị đau như nào? Đau địa đệm. Đau nó cứ đau từ ở trên sườn này xuống hết tới tới bụng chân dưới. Tức là đau từ mông. Đấy. Xuống dưới chân. Dưới bụng chân. Thế thời đấy bác đau một chân hay hai chân? Hồi đó là đau chân bên đó. Chân bên phải. Bên phải hả? Chân bên phải. Đấy, đau chân bên phải thời đấy bác có đi thăm khám ở đâu không? Thăm khám thì không thăm khám thì cứ uống thuốc, chủ yếu là uống thuốc của lương y Minh Cương không, nhưng mà cho xin phép hỏi là trước đó thì bác đã dùng thuốc gì chưa? Có dùng nhưng mà dùng nó cũng ai bảo cái gì thì làm cái đấy nhưng mà nó cũng không khỏi. Không khỏi, thời đấy đau cháu nghĩ là đau lắm ấy. Thời đấy đau thời đau mà bác cảm thấy sinh hoạt có khó khăn không? Đau đi không được, cứ đi ví dụ như là từ dưới nhà mà muốn đi lên trên đường cái phải nghỉ một lần. Vâng. Phải nghỉ xuống cúi xuống này một lúc thì xong lại đi được. Từ hồi mà hồi là bác lên đây lấy cái rượu thuốc uống chữa thoái hóa cột sống đúng không? Thì bác phải nhớ là cái sản phẩm này đấy, bác cầm sản phẩm này cho cháu. Và chính ra là cái dòng thuốc này đấy, mà, thời hồi đấy uống mấy chai thế này. Thời đấy là chai khác nhưng bây giờ thì là cái mẫu chai khác, tuy nhiên là cái thuốc thì nó là một thôi. Thì cái mẫu chai khác. Bác nhớ là bác uống khoảng bao nhiêu thì là không biết hồi uống cũng đầy nhiều đấy. Cũng không nhớ lắm đúng không? Nhưng mà đại khái là như thế, nhưng mà nó đau tối mà ngủ ấy phải lấy cái chăn đệm vào cái chân. Xong rồi là mới cho cái chân lên để làm. Tức là bác không kê. Có đấy à? Ôi dồi ôi, nó tê lắm ấy. Không thể chịu được ấy. Không thể chịu được, tức là bác kê lên để cho ấm ngủ hay là cao mình dễ ngủ? Kê lên nó êm ấy, xong là nó đỡ, để cho nó đỡ đúng cái chiều của nó ấy. Thế là cứ làm nhưng mà khó chịu lắm. Khó chịu. Tức là Minh Cương thì đã có thời ghi hình bác rồi. Không biết bác có nhớ không? Đó. Là có ghi hình, hình như là bác thời bác ra nhà con ở ngoài trại, là nhà thuốc cũng đợi. Mấy năm đã ghi hình rồi. Đây là bác, là cũng là bác là người cũng họ hàng của Minh Cương. Trên thực tế là người thật vực thật, là bác bị tình trạng thoái hóa cột sống, nó chèn ép dây thần kinh tọa. Nhưng của bác thì tuy quá đau nhưng mà không đến mức quá nặng. Bởi vì thông thường người ta nặng thì người ta chuyển sang là tình trạng thoát vị đĩa đệm. Mà thoát vị đĩa đệm là tình trạng mình có thể tê bì hai bên mông chân. Nhưng của bác mới bị tê bì một mông bên trái. Bên phải. Bác bị tê đau bên phải thì là qua quá trình sử dụng thuốc và nhiều thuốc thì bác đã ổn được khoảng 4 năm rồi. Thực ra thời gian cũng dài, Minh Cương cũng không kiểm tra các cái video cũ nhưng mà khoảng 3-4 năm rồi. Thì là bác khỏi ổn định đến bây giờ bác còn đau không? Từ dạo đó đến bây giờ là cái chân bên ý là không còn đau một tí nào nữa. Đến thời điểm này? Bây giờ cũng không đau nữa. Có nghĩa là nó không đau một tí nào, mà không tê, cũng không gì nữa. Vâng, bác đây là người thật được thật. Để Minh Cương hôm nay bác đến thì bác kiểm tra bởi vì vai của bác bị đau ở chỗ này. Bên tay trái. À tay trái hả? Vâng. Bị đĩa đệm là bên tay phải. À bị thoái hóa cột sống thì chèn ép mông chân là bên tay phải đúng không ạ? Rồi. Còn hôm nay bác đến bác kiểm tra bên tay trái. Tay trái bác đau cứ ở khu này. Rồi. Nhấc vai lên nó đau hả? Nhấc lên là đau. Có lúc bình thường này có đau không ạ? Ngồi không này thì không đau. Vâng. Nhưng cứ nhấc lên là đau. Cứ nhấc lên là đau. Không nhấc là cao. Vâng. Không nhất là cao. Và bác, cái gối của bác còn bị làm sao nữa? Cái gối thì cái đầu gối đi là nó đau thôi. Còn ngồi thế này thì không đau. Cái gối trái hay gối phải hả bác? Gối trái. Gối trái. Gối phải này khỏi hết rồi nè. À bên phải khỏi hết phải rồi. Khỏi hết rồi. Tức là bên phải khỏi thoái hóa cột sống rồi, khỏi chèn ép dây thần kinh tọa thì mình không nói nữa. Ừ. Nhưng hiện nay bác là bị một là cái vai này, để không thì không quá đau nhưng mà cứ nhấc lên là đau hả? Và cái gối bên trái hả? Thuốc gối bên trái. Vâng, và để nhà thuốc kiểm tra thêm cho bác nha. Quay là người thật việc thật, bởi vì có lần Minh Cương đã ghi hình bác rồi. Bác hơi đứng dậy, bác đứng dậy lại cho cháu ạ. Đấy, bác lùi lại một bước. Lùi lại một bước, đây, bác lùi lại. Đấy, lùi lại đây. Đấy, bác đây là tay to, là ngày xưa chưa có, xin hỏi bác là nó cũng bị cảnh ngày xưa là bác cái mổ bên vú này này. Vâng. Thế là nó bị 3-4 cái tĩnh mạch cả lách cả tách. Nó tắc thì là nó ra tay.
Năm nay bác tâm sự rất là thật, vâng. Cũng không việc gì phải giấu về cái bệnh tật cả, thì là bác không giấu gì bệnh tật, bởi vì là bác bị u, nhưng mà cũng rất là may phước thì bác đã chữa ở bệnh viện ca, thời đấy chưa bệnh viện ca năm từ năm 90, năm nay 34 năm rồi. Bác là một trường hợp rất là may mắn, tức là bao nhiêu người mổ thì mới có những người thành công được như bác. Tức là ý bác thời đấy có lần bác nói là bao nhiêu người mổ mới có người thành công, kiểu như là đến bây giờ vẫn còn khỏe như này cũng là rất hiếm, đúng không ạ? 34 năm rồi. 34 năm đấy, bác mổ cũng rất là may phước. Đấy, năm 90 mà hoàn toàn khỏe, chỉ có tắc tĩnh mạch này. Chỉ có điều là tắc tĩnh mạch thì tay này hơi to tí. Đây là người thật việc thật, nhưng không sao. Như thế là quá may phước rồi. Thì là hôm nay thì bác đau ở chỗ này, đúng không ạ? Ở vai ấy. Ở vai. Đau chân. Vâng, chân. Đau đầu gối. Gối trái hả? Đúng rồi. Và hôm nay nhà thuốc kiểm tra và xử lý cho bác, còn cái liên quan đến đau mông là hết rồi, mình hết không rồi. Nói đến nữa. Bên này là khỏi hẳn đâu. Vâng, bác xin hỏi lại là bác tên là gì và hiện nay bác đang ở đâu, ở ngõ gì? Bác Đặng Thị Lúi, bác ở xóm Độc Lập ấy. Xóm Độc Lập, vâng. Thôn. Thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Hòa, thành phố Hà Nội. Vâng ạ, hôm nay bác đến nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường này thăm khám và chữa liên quan đến gối của bác. Hôm nay bác đến thì nhờ cháu là sẽ chữa cho bác cái vai là một, cái đầu gối là hai. Vâng. Cái mông phải chữa nữa không? Không, khỏi chữa gì. Khỏi rồi thì không phải chữa nữa. Đúng rồi. Nói vui thôi. Rồi. Đấy, mời bác ngồi đây để nhà thuốc kia xử lý cho bác. Bởi vì bác ngồi đây. Thì nhà thuốc cũng xử lý theo đa phần theo phương pháp y học cổ truyền thôi quý vị. Có thể dùng thuốc và có thể phương pháp không dùng thuốc. Không dùng thuốc thì có thể là dùng châm cứu và các phương pháp mà mình cứ kiểm tra làm sao mà các phương pháp đơn giản và tối ưu nhất để cho xử lý cho bác nhé. Vâng. Lúc nào cũng lở nụ cười thì mình sẽ có nguồn năng lượng của vũ trụ, phải không? Một cái lời khuyên nào đó với tất cả mọi người là khi có bệnh thì mình yêu đời hay mình thế nào để có năng lượng tốt ấy. Bác thì nói trong người bác từ năm 90 đến giờ đấy thì nói chung rất nhiều bệnh. Thế nhưng mà tới nay cái bệnh chính là bây giờ là cái vai và cái chân đau. Đầu gối. Thế còn ví dụ như là bác đi mổ vú rồi là đi đại khái 3 vết mổ, 4 vết mổ rồi. Vâng. Thế nhưng mà nó cũng là an toàn tất. Thế bây giờ thì còn có hai cái này là bác sẽ nhờ cháu là sẽ chữa cho bác để cho nó khỏi. Còn bác thì vô tư. Vâng. Tuy bệnh tật nhiều thật nhưng mà bác bỏ qua, bác không nghĩ. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng 7, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2024. Trên thực tế là con người sinh ra thì không phải là ai, tức là ai cũng mong muốn mình mạnh khỏe, nhưng có những người trong quá trình thì là cũng sinh bệnh. Các cụ vẫn có câu là đá núi đôi lúc cũng phải chảy mồ hôi. Ý mà nói là người sinh ra sẽ có lúc bệnh tật. Nhưng mà nếu mà có bệnh thì bác tâm sự với mọi người là nên kiểu như là mình sống sao cho nó hài hòa với vạn vật, rồi cũng như là có nguồn năng lượng tốt đấy bác. Có nghĩa là mình có bệnh có tật đấy nhưng mình phải vượt qua. Vâng. Chữa là một hai nên mình phải cố gắng là vượt qua. Thứ nhất, thứ hai nên là phải không vì bệnh tật mà lúc nào cũng buồn rầu. Dạ. Ta phải vui lên. Kệ, đẩy cái bệnh về đằng sau. Như cái tuổi bác này bây giờ bác cứ đi chùa, đi chiền, đi chơi với các con các cháu. Chứ bác không có nghĩ là ta bệnh tật thế này ta cứ ở nhà không thèm đi đâu. Dạ, vâng. Cho nên là phải có nghĩa là đi giao lưu. Thế rồi đi chùa, đi chuyển cho nó vui, vui. Vâng. Cảnh vui chùa. Để khí huyết lưu thông cũng như là cởi mở để được, ừ. được mình cũng đầu óc cũng thoải mái, phải không? Ừ. Vâng. Cũng thay mặt cho thuốc Đông y Bảo Lập Đường thì cũng chúc bác có thật là nhiều sức khỏe nhé. Vâng. Có bệnh gì thì chữa bệnh đấy, nhưng cơ bản là tâm tính vui tươi, yêu cuộc sống cũng như là chan hòa với mọi người và luyện tập thể dục thể thao. Ngoài ra còn kết hợp với ăn uống làm sao để cho khoa học, để tốt cho sức khỏe bác nhé. Vâng. Nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, chuyên chữa một số các mảng bệnh chính như bệnh vôi gai, thoái hóa cột sống, thoát vị, đi đệm, bệnh ho hen suyễn, bệnh lở loét miệng lưỡi và bệnh táo bón kinh liên. Ngoài ra còn một số các cái bệnh lặt vặt khác. Khi quý vị các bạn quan tâm có thể gọi điện trực tiếp cho nhà thuốc theo số điện thoại 0989 759 199.